Xin chào các bạn. Cuộc sống của chúng ta đôi khi có thể căng thẳng, nhưng tại kem Tràng Tiền, chúng tôi giúp bạn giải tỏa điều đó. Hãy thử ngay kem cốm mềm mịn, giòn tan, kem cacao đậm đà và kem sữa dừa béo ngậy. Kem Tràng Tiền sẽ mang đến niềm vui trong từng ngụm kem. Từ năm 1958, kem Tràng Tiền đã trở thành biểu tượng ẩm thực và niềm tin của bao thế hệ người Việt. Tin vui cho những ai ở Sơn La, kem Tràng Tiền chính hãng đã có tại đây rồi, mà giá cả vẫn như tại Hà Nội. Hãy ghé qua và thưởng thức ngay hôm nay. Liên hệ 0325 192 668 để biết thêm thông tin chi tiết. Căng thẳng chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống, đừng để nó kiểm soát bạn và hãy đến với chúng tôi. Kem Tràng Tiền sẽ giúp bạn làm điều đó. Chúng tôi luôn mong được phục vụ các bạn.